video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách thiết kế ảnh bài viết làm sao cho nó đẹp và sáng sủa theo ý muốn bằng Photoshop. Các bạn cố gắng chú ý theo dõi để các bạn đến cuối video này các bạn sẽ làm được những cái ảnh ưng ý theo ý mình. Thì đầu tiên các bạn muốn viết, muốn làm về một cái ảnh về cái nội dung gì, ví dụ như chủ đề của các bạn là học thiết kế web chẳng hạn, thì các bạn là lên Google, các bạn tìm cái ảnh nền cho nó đẹp vào Google này, sau đó các bạn ảnh website chẳng hạn đấy. Đây ví dụ như cái ảnh này chẳng hạn, đây các bạn chọn một cái ảnh bất kỳ, các bạn chờ nó một tí để cho nó load cho nó ra nhé. Nếu mà không, ảnh mà các bạn nhìn kích thước ở đây, kích thước này rất là nhỏ, bình thường, kích thước bình thường, thì các bạn chọn những cái ảnh nào mà nó nét hơn, ví dụ những cái ảnh này chẳng hạn, ảnh này là ảnh PRG, các bạn nhìn có cái nền nó ô như này, các bạn hoặc các bạn kích chọn vào đây, kích chuột phải này, xong rồi mở hình trong tab mới, các bạn nhìn ở đây nó có đuôi là PLG, tức là đuôi ảnh này có, các bạn có thể thay cái ảnh nền cho cái ảnh này ở bên dưới cái ảnh này được, rất là đẹp. Ví dụ mình lấy luôn cái này nhé, thì các bạn nhớ là khi lên Google lấy ảnh ấy, cách lấy ảnh của chúng ta là lấy ảnh gốc thì chúng ta phải chọn vào rồi, chúng ta chọn vào rồi, sau đó chúng ta kích chuột phải, chúng ta mở hình ảnh trong tab mới thì nó sẽ hiển thị ra ảnh gốc, các bạn nhìn nó ảnh rất to đúng không? Đấy, và nó đưa chuột vào đây nó sẽ hiển thị kích thước là 8, 7, 6, 5, 40, tức nó lấy ảnh gốc của cái chia sẻ này luôn. Còn bình thường chúng ta crop ảnh ở đây nó sẽ rất là nhỏ, nó sẽ không ra cái ảnh gốc. Đấy, vậy thì để cho nhanh thì mình sẽ đào cái ảnh này về, các bạn kích chuột phải về, các bạn ấn lưu hình ảnh, các bạn cho vào mục download đi. Đó, chúng ta tạo ảnh chuẩn SEO ấy. Thì các bạn mở phần mềm Photoshop lên, đây mình đã mở sẵn rồi. Các bạn nhấp, có hai cách để mở file, các bạn có thể nhấp nút chuột nó cũng ra, hoặc các bạn vào file open. Đấy, sau đó các bạn là chọn tìm đến cái ảnh đó, đây cái ảnh đây các bạn, là ảnh bài viết thì các bạn không lo về khổ nhé. Đấy, còn các bạn muốn thích chỉnh sửa khổ thì rất đơn giản, các bạn là ấn nút C, phím tắt là C. Đấy. Đấy, hoặc các bạn là nhấp chuột vào đây, đây phím tắt là cắt đây. Đấy, các bạn ấn crop tool tức là C, thì mình ấn phím tắt là C để crop, tức là để cắt cái ảnh này theo ý muốn. Thì các bạn là chọn vào uncon styler. Đấy, thì là nó sẽ là ở đây nó sẽ không có thông số, thì các bạn muốn đưa vào đâu cũng được. Đấy, nhưng ở đây ví dụ như mình muốn đặt thông số, các bạn mà đặt thông số nhé, ví dụ như là 380. Đấy, tức là chiều rộng là 380, chiều ngang là, chiều cao là 280. Nhấp vào nút cắt, sau đó đặt thông số vào đây, ví dụ như bao nhiêu đấy, dài bao nhiêu, rộng cao bao nhiêu. Đấy, sau đó cái này các bạn thấy là đây là ảnh PRG, tức là PLG, tức là cái ảnh mình có thể thêm được cái ảnh lên ở đằng sau cái này, những cái ô nhỏ nhỏ kẻ kẻ này. Đấy, còn đây là ảnh trên này, ảnh chính. Thì các bạn muốn, đây này mình hướng dẫn nó sâu một chút. Đấy, ví dụ các bạn thấy cái ảnh như thế này, các bạn sẽ chỉnh sửa như sau. Các bạn tạo một layer mới, đây các bạn nhấn nút tạo này. Đấy, sau các bạn chọn cái layer này, nó bên dưới cái layer cái hình ảnh của cậu bé này nhé. Đấy, bên dưới nhé, vì nó là ảnh lên mà, thì phải cho nó xuống dưới, không nó che mất cái ảnh cậu bé này mất. Sau đó các bạn chọn vào cái ảnh layer vừa nãy chúng ta tạo nhà ảnh dưới này nhé. Đấy, thì các bạn chọn vào ảnh màu, chỗ màu này. Đấy, các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ ra cái bảng màu này. Các bạn muốn lấy màu của bất kỳ ở trong này cũng được, hoặc các bạn lấy màu ở ngoài cái ảnh của cậu bé này cũng được. Đấy, một tím, màu blue, màu vàng đấy, hoặc áo của cậu ấy, hay là chân, cổ, cánh tay, bất kỳ chỗ nào các bạn muốn lấy thì các bạn nhấp chuột vào để nó gắp màu sang. Đấy, thì các bạn là lấy cái màu xanh này chẳng hạn, các bạn nhấp ok. Sau đó các bạn là ấn phím tắt là an back cho mình nhá, an back. Đấy, các bạn thấy là nó đã chuyển sang cái màu nền đây, các bạn tắt mở này, nhấn vào cái mắt này rồi là tắt mở này, các bạn thấy nó thay đổi màu nền của cái ảnh này. Đấy,
thay đổi rồi thì các bạn, hoặc các bạn muốn thay đổi màu khác thì các bạn lại nhấp vào cái nút bảng màu này, các bạn nhấp nhạt đi một tí chẳng hạn, các bạn lại unback nhá, nhấn đồng thời phím unback vào cái bôi màu đấy, nó sẽ sáng hơn đấy. Như này, cái màu này các bạn thấy không ưng ý, nó hơi lòe loẹt chẳng hạn, các bạn lại thay vào, các bạn lại gấp ra cái màu ở chỗ cánh tay này chẳng hạn cho nó sáng sủa này. Đấy. Xong các bạn lại unback. Đấy thì nó sẽ sang màu hồng này, nó sẽ đỡ hơn một tí. Đấy. Chẳng hạn thế, tùy mắt các cậu nhé. Đồ họa như nào thì tùy. Để các bạn. Sau đó các bạn đưa text vào, các bạn đánh text này, nhấp vào nút T. Đấy. Phím T thì các bạn sẽ đánh được chữ. Ví dụ như là các bạn đánh là học thiết kế nhớ bật Việt cây này các bạn nhá. Việt key này nhá. Học Unikey này. Các bạn đánh là học website đi. Học website blogger. Đấy. Các bạn đánh như thế nhá, các bạn để ý này. Cái chữ này nó đang ở bên dưới cánh tay này đấy, các bạn đưa nó bị chui mất. Thế các bạn chỉ cần nhấc cái layer này, cái bên phải này, bên phải màn hình các bạn nhìn này, nhấc cái layer này lên trên cái ảnh trên này. À, thế là nó sẽ lại nhảy lên trên cái cánh tay này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ bôi màu cho nó. Ví dụ các bạn muốn lấy cái màu đỏ này chẳng hạn để cho nổi bật, thì các bạn lại vào cái mục bảng màu này, các bạn nhấp vào màu như này, nhấp vào màu này nhé. Đấy, các bạn là đấy, nó đã chuyển sang màu đỏ cho chúng ta rồi, các bạn thấy đẹp không? Đấy, rất là nhanh, ví dụ thế nhé các bạn nhé. Tùy biến, các bạn muốn nhấc cái text này đi chỗ nào cũng được, còn các bạn muốn thu nhỏ nó lại nhé, thu nhỏ có thể, các bạn có hai cách. Một là các bạn nhấp vào nút T, các bạn hãy nhấp lại cái này bôi đen, các bạn chọn phông chữ nó sẽ nhỏ đi. Đấy. Hoặc các bạn có cách hai là các bạn ấn phím Ctrl T này. Đấy, nó sẽ có cái ô vuông vuông các góc, các bạn kéo như giữ chuột như này thì các bạn sẽ bị thấy chữ nó méo này. Đấy, nó méo luôn. Nhưng các bạn giữ cái phím Shift, các bạn giữ phím Shift này, đấy thì nó sẽ kéo rất là đều chữ luôn. Đấy, các bạn không bao giờ sợ bị bóp méo, giữ phím Shift nhá, xong kéo. Đấy. Ok, xong các bạn là xuất file, các bạn xuất file này, các bạn để ý này, có hai cách, file này, save as, xong các bạn chọn là JPG hoặc PLG đều được nhá. Đấy. Nhớ là chọn JPG này chứ không chọn những JPG này nhé các bạn nhé, cái này là thông dụng cho website hơn, chuẩn hơn. Đấy. Cách thứ hai là các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl Shift S. Đấy, nó sẽ ra luôn cái bảng này cho chúng ta cho nó nhanh. Sau đấy chúng ta chọn là JPG, đặt tên học thiết kế website blogger chẳng hạn. Đấy. Xong các bạn nhớ copy. Các bạn nhớ copy nhá. Copy này. Cái này sẽ có tác dụng trong việc share ảnh này. À, các bạn copy lại. Xong các bạn ấn save này. Ví dụ cái thanh này nó mà ở góc 8 thì các bạn là 12 nhé, chuyển hết về 12. Các bạn ấn OK. Sau các bạn về phần cái ảnh của chúng ta xuất file ra đấy, cái phần chứa cái ảnh của chúng ta xuất file về. Các bạn ấn phần H. Đấy. Các bạn mở nó lên. Đấy. Xem kiểm tra xem có đúng ảnh của mình không. Sau các bạn là kích chuột phải ở Profile. Sau đó chọn Detail, các bạn paste cái tiêu đề của chúng ta vừa lấy copy vào đây. Đây là tít này, tiêu đề này, đây là chủ đề này. Mình cứ lấy trùng một cái tên được không sao. Tang này, phần thẻ này, các bạn paste vào đây. Phần comment các bạn để cho vào cũng được hoặc không được, mình cứ paste giống nhau hết. Đấy. Sau đó apply. Cái này nó sẽ mặc định để cho chúng ta là sau này người dùng người ta download về hay là cái đường link trên website, trên công cụ tìm kiếm nó sẽ tìm cái tên của chúng ta, tên ảnh này, tức là SEO ảnh ấy, nó sẽ cực kỳ tốt. Đấy. Sau đó các bạn vào blog của chúng ta. Đây. Đấy. Chúng ta vào chỉnh sửa nhé. Xong các bạn thêm một cái ảnh vào đây.
thêm một cái ảnh ở bên dưới phần 3 này chẳng hạn đấy. Đấy, các bạn chọn tẹp này. Đấy, các bạn chọn vào ảnh của chúng ta. Đấy, các bạn chỉnh sửa nhé, rất lớn. Đấy, cho xuống dòng một tí. Đấy, sau đó các bạn cũng phải đặt thuộc tính cho nó nhé. Nhấp vào ảnh này, nó sẽ hiển thị ra chữ thuộc tính. Các bạn cũng đặt tên vào cho chúng ta, đặt tên ảnh vào. Đó, những cái đường đặt tên này các bạn có dấu gạch ngang này càng tốt các bạn nhé. Hoặc là các bạn để nếu như ở thuộc tính này để người dùng người ta dễ đọc thì các bạn để cái chữ nó như thế này, để cái chữ liền luôn như này cho nó đẹp. Đấy, để người dùng người ta đọc cho nó đẹp hơn. Đấy, các bạn click vào đây, các bạn cập nhật. Đó, sau đó nhấn nút xem này. Đấy, bên dưới này các bạn thấy là các bạn đưa chuột vào nhé. Đấy, nó sẽ hiển thị ra cái tên rất là đẹp đúng không? Đấy là ảnh của chúng ta đã đặt cho blog của chúng ta cực kỳ chuẩn SEO rồi. Đấy, các bạn thấy web bài viết của chúng ta có một vài cái ảnh mà nó sẽ là rất là nổi bật đúng không? Đấy, trên này là một cái mẫu khác, học thiết kế web blogger nó cũng là một cái nền khác, vẫn là cái ảnh đấy. Đấy, các bạn nghe thì có vẻ dài, thế nhưng mà khi các bạn quen thao tác thì làm rất là nhanh. Mình làm chỉ trong khoảng khi 1 phút đã xong cái ảnh này rồi. Vì mình quen rồi thì làm nó rất là nhanh các bạn nhé. Có vấn đề gì trong vấn đề làm ảnh thì cứ liên hệ với mình, bởi vì sau sắp tới mình cũng sẽ có một cái khóa học về đồ họa Photoshop, hướng dẫn chi tiết cách cắt ghép ảnh, chỉnh sửa ảnh. Đấy, rồi đặt logo thương hiệu, ví dụ như là các bạn để ý đây mình có cái logo của Gatiki chẳng hạn nhé. Đây, ví dụ như có cái logo này chẳng hạn, mình sẽ nhấp nó sang bên này, nhấp nó sang bên ảnh này chẳng hạn. Đấy, mình sẽ thu nhỏ nó lại, tức là đây là kiểu như là làm ảnh về giữ bản quyền đấy. Các bạn đặt vào đây. Đấy, cái này mình đang lấy giả dụ hơi kéo nó hơi bị méo thì ví dụ thế, sau chúng ta sẽ để vào đây hoặc là để bất kỳ chỗ nào, chỗ này chẳng hạn thế. Sau chúng ta sẽ cho mờ nó đi một tí cho các bạn sẽ nhìn. Đấy, mờ nó ảnh lên đấy. Đấy, thì này các bạn sẽ thấy là cái ảnh này ai đào về là nó đều có cái hình ảnh website của chúng ta để giữ cái bản quyền ảnh của chúng ta thiết kế rất là đẹp đúng không? Đấy, để theo dõi tất cả các video bổ ích của gatiki.com, các bạn vui lòng truy cập youtube.com đánh từ khóa gatiki và nhấp vào nút đăng ký, hoặc bạn có thể truy cập vào website gatiki.com. Tất cả những video mới nhất chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới email của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ gatiki.com. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống.